Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi có một khách hàng rất là xinh đẹp và chị vừa được trải nghiệm combo xóa sửa lông mày ở tại DK. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Xin chào chị. Chị có thể giới thiệu qua cho mọi người đang theo dõi livestream để biết mình tên là gì và mình đến từ đâu không ạ? Chị tên là Phan Nhật và chị đến từ Hạ Long. Vâng, chị rất là xa. Chị nhận ơi, vậy cái lý do vì sao mà ở khoảng cách địa lý rất là xa như vậy nhưng mà mình vẫn qua đi cây để chị? Bởi vì là có rất nhiều bạn bè của chị làm ở đây rồi ấy, rất là đẹp và chị cảm thấy là khá là ưng những cái dáng cũng như là sợi lông mày làm được mấy năm rồi, rất là đẹp lắm. Dạ. Thế nên là chị muốn qua và chị muốn trải nghiệm dịch vụ ấy. Vâng. Thì chị Nhật ơi, trước khi mà để mọi người chiêm ngưỡng cặp lông mày mới của chị thì chị có thể chia sẻ một vài cái điểm lông mày cũ của mình nó như thế nào không ạ chị? Trời ơi, lông mày cũ của chị thì đúng là thảm họa luôn, bởi vì là trước khi chị có sử dụng công nghệ laser cũ ấy thì nó làm sẹo, cái lông mày của chị khá là sẹo luôn và chị đã từng làm điêu khắc rồi nhưng mà nó không lên được sợi. Đó là và khoảng tầm vài tháng thôi nó vỡ hết sợi, thậm chí nó không lên được cơ. Đấy, và nó bị chỗ đỏ. Thì không biết trong cái quá trình mà laser ở cái cơ sở cũ, ở cái công nghệ cũ như vậy thì nó có khiến chị đau đớn hay là khó chịu? Đau cho em mỗi lần mà chị có cái mũi tê rồi ấy, mà chị còn gồng người lên. Đó là chị cũng đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ thẩm mỹ nhưng mà chị cảm thấy không đau bằng mình xóa lông mày thì khá đau. Vậy hôm nay thì mới khi mình xóa ở tại DK thì mình thấy thế nào ạ chị? Chị có gì cảm thấy rất là nhẹ nhàng thôi và lông mày thì còn nguyên. Có nghĩa là chị có thể đợt trước bị xóa ấy, thì chị có thể về nhà chị vẽ lông mày bình thường và đi chơi mọi thứ đều bình thường luôn. Thậm chí hôm nay khi mà xóa xong mà chị làm ra chị cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đớn hay gì cả. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Tức là cái quá trình laser ở tại DK nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh đúng không hả chị? Đúng. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay sát hơn một chút nữa nhé để chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái cặp lông mày sửa của chị Nhật ạ. Đó. Nhưng em thấy là cái tình trạng cũ lông mày của chị vì là mình laser ở cơ sở khác và cái công nghệ cũ ấy nên là nó đã làm cháy rất là nhiều lông mày của chị đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên thì vâng, mặc dù đây là một chiếc lông mày, một cặp lông mày bị sẹo nhưng mà Master One Minh Vương của chúng tôi thì sau khi mà đã thực hiện công nghệ mới cho chị Nhật thì bây giờ chúng ta đã thấy đấy, có một cặp chị Nhật đã có một cặp lông mày rất là mới và tự nhiên rồi. Đó. Hầu như là đã xử lý được hết tất cả những cái nhược điểm của cặp lông mày cũ rồi. Đúng không ạ? Mình làm xong chị cảm thấy nó không bị sưng. Mình có thể đi chơi mọi thứ hoạt động rất là bình thường. Dạ, luôn. Thì tí nữa chị có một cuộc hẹn thì chị cảm thấy là tự tin hơn hẳn. Dạ vâng. Thì không biết là sau khi mà được trải nghiệm xong combo xóa sửa tại DK thì chị Nhật đã đang có cái cảm xúc gì ạ? Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui vì là chị cảm thấy lông mày rất là hợp với lại mặt của chị. Đấy, tuy nhiên là lúc vào thì chị có bảo chị là chị ơi làm cho em lông mày hợp nhất nhé, chị cũng yên tâm nữa, chị cảm thấy rất là vui vì chị cảm thấy hài lòng về cái lông mày của chị. Dạ vâng, và em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Nhật ngày hôm nay về cái quá trình trải nghiệm dịch vụ ở tại DK ạ. Và thay mặt đội ngũ DK thì em chúc chị Nhật là sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tự tin và luôn luôn rạng rỡ như thế này chị nhá. Nếu như mà chị yêu thích DK, yêu quý DK thì rất mong là chị sẽ sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình đến để cùng xinh đẹp giống như chị ạ. Khả năng chị không cần giới thiệu đâu, chỉ cần người ta nhìn vào lông mày chị người ta cũng dạ vâng, dạ em cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, và nếu như mà khách hàng yêu quý cũng muốn được nhất là các chị em có những cặp lông mày hỏng này, lông mày của chúng ta bị sẹo hay là lông mày bị chỗ xanh chỗ đỏ thì các chị em hãy nhanh tay là gửi cái tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình ưu đãi tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay và cảm ơn chị Nhật rất là nhiều ạ.